Thông thường công viên có tuổi đời 177 năm này không cho phép chó vào trong. Tuy nhiên mỗi năm công viên Tivoli lại dành riêng một ngày cho người bạn thân thiết của con người này vào vui chơi giải trí. Trong ngày này, những con chó cưng thuộc nhiều chủng giống khác nhau tập trung tại đây tham gia các cuộc chạy đua, diễu hành hay cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho chó. Chúng tôi đã tham gia sự kiện này như một truyền thống trong suốt 6 năm qua. Tôi nghĩ rằng tất cả những con chó đến đây đều rất vui mừng và chủ nhân của chúng cũng đều cảm thấy vui vẻ khi tham gia các sự kiện này. Tôi nghĩ sự kiện này thật tuyệt. Nó cũng mang đến cho mọi người được gặp gỡ nhiều giống chó khác nhau. Tôi nghĩ họ nên tổ chức sự kiện này thường xuyên hơn. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tất cả các sự kiện tập trung đông người tại Đan Mạch đều bị hủy trong năm nay. Tuy nhiên, sự kiện ngày hội cho chó vẫn được tổ chức với những quy định nghiêm ngặt.